Là 50 độ là sẽ làm tiết kiệm điện. Thường thì mình xài nó sao ta? Thường là mình sẽ xài Eco và Auto. Hai này xài nhiều, ngồi Auto chương trình tự động. Sơn ngồi 70 độ khi nào mình xài, bữa đó lượng dầu mỡ rất là nhiều. Nhiệt độ mình tăng lên để triệt dầu mỡ. Lưu ý cái là sơn nồi 70 độ thì cái ly thủy tinh mỏng, ly rượu vang á, thì bỏ vô nó mỏng quá thì nó sẽ rạn nha. Nên là hạn chế do nhiệt độ nóng quá. Dĩa thì nhà hàng quán bar người ta mới xài. Chương trình này giảm tiếng ồn vào canh đêm. Thì nói chung là cái dòng này nó cũng không ồn mấy, nên cũng ít ai xài. Thằng này xài nhiều. Thằng này thằng yêu thích. Gọi là thằng tráng á, 15 phút. Xài nhiều mục đích xài nhiều nó làm gì? Tiết kiệm điện rửa. Một ngày đi, mình tráng buổi sáng, tráng buổi trưa, buổi tối mình rửa. Thì xịt một tháng mình chỉ tốn 30 viên thôi ha. Nếu mà sáng rửa, trưa rửa, tối rửa, tháng chính tốn 90 viên à, tức là có cái gì không xong, xong rồi bỏ vô tráng, bóp star. Nó tráng 15 phút tự tắt máy. Tiếp tục buổi trưa tráng bằng tay mình mới để vô thì có chương trình tráng rồi, đừng tráng tay đó cho mệt. Cứ ăn xong cứ quăng vô, tráng, star xong buổi trưa tiếp tục, tráng, star xong. Buổi tối chọn chương trình này, mặc định Eco đi. Rồi chức năng tăng cường bên này bắn star xong. Xong chương trình một ngày nha. Rồi, bên này chức năng tăng cường, đây là hẹn giờ rửa. Thì sao giống như bây giờ mình chọn chương trình ở đây, mình không muốn bấm star, mình bấm hát đây đi, 1 tiếng 2 tiếng bấm star, thì 2 tiếng sau nó đếm ngược đồng hồ cát. Thằng này có rửa nhưng mà cũng không ai xài. Đúng rồi. Vô là bấm rửa liền chứ đâu ai mà đợi rửa cõi hẹn giờ một tí. Cái này là Home Connect, tải cái app gì, mục đích của thằng này là điều khiển độ bóng với độ muối. Nhưng mà thằng đây đang mặc định rồi nên là để xài cảm nhận được không, hay là phải có một cái nó đang mặc định hết rồi mình xài mình cảm nhận. Nếu mà mình thấy nó bóng quá hoặc là nó muối nó nhiều quá, nó bột quá trong chén thì là khác. Còn nếu bây giờ mình xài đi, mình cảm nhận ok, nó vẫn ok thì mình cứ để mình xài mặc định nó thôi, nó hay hơn rồi. Ok, rồi, okay. Đây là sấy diệt khuẩn. Đây là rửa 1/2. Rồi đây là giống như bây giờ đi, mình chọn Eco, mình chọn sấy diệt khuẩn đi. Thì độ lên 4 tiếng rồi. Thời gian nó quá nhiều. Còn bây giờ mình cần chén ăn nhanh, không chừng 1 tiếng 2 tiếng có rồi. Thì bấm Speed Perfect. Thằng này là tiết kiệm thời gian, tăng tốc độ rửa lên. Tăng tốc độ rửa lên. Rồi, thằng này một chương trình riêng biệt nha, Machine Care là vệ sinh máy. Hồi nãy có nói hình màu đỏ nó xuất hiện ở đây nè. Đây cái tôi đang dơ, anh phải vệ sinh cho tôi. Rồi đây star là xong. Rồi, sẽ gặp một cái trường hợp giống như bây giờ đáng lẽ sáng là tráng nha. Bấm star. Nhưng mà bấm lộn chương trình hồi tối tiên. Giống như Eco sấy diệt khuẩn ha. Big Perfect đây, rồi bấm star. Lúc đó máy nhận. Máy nhận bây giờ không làm gì được hết. Đóng máy là máy hoạt động. Rồi bây giờ không làm được. Rồi reset nó nè. Tắt nguồn mở lên không được luôn. Tắt nguồn mở lên không được. Không được. Tắt nguồn mở lên không được nha. Phải làm sao? Rồi nó vẫn nhận rồi, bây giờ không có ta. Rồi reset ha, nhấn giữ nguồn. Giữ luôn nha, giữ như tắt nguồn điện thoại vậy đó, giữ. Rồi nó đỏ lên. Ok. Là rồi bây giờ nó mặc định cái... nó mặc định bây giờ nó đang tôi sẽ xóa chương trình này trong vòng 1 phút, rồi bạn sẽ đợi cho tôi 1 phút xong tôi về mặc định lại, bạn chọn chương trình khác được. Rồi cái đó là chọn lộn chương trình, chọn lại nha. Rồi 4 cái thằng đây lưu ý giùm 4 thằng này nha, muối chất làm bóng, nước vệ sinh máy, 4 thằng này nói đó. Rồi, ok, thằng nào đỏ xử lý đó. Thì chắc là chỉ có 3 cái này thôi ha, còn cái nước thì chắc không bị, ít khi chung cư thì khó. Nhưng mà khả năng cái cục kia mà lỡ bị con gì nó cắn hư cái đường dây điện nó báo. Cảm biến ở đâu? Cảm biến nước á. Cục bự á, cảm biến nước á. Trên này có con gì nè. Nó về 0001. Rồi đợi nó xíu nó reset đó là ok. Rồi bây giờ vệ sinh máy cho nó nha. Giờ luôn á, phải đón nữa. Mình để mà góc nó đủ nguyên là tự khép thôi chứ.